Ây, đau đầu quá à. Ủa? Chỗ này là chỗ nào vậy? Cô đã tỉnh lại rồi à? Hả? Phong Cận? Ông có phải là Phong Cận không À, đúng, tôi chính là Phong Cận đây. Nhưng tôi là người đến từ vũ trụ khác của tôi. vậy? Ủa? Vũ trụ khác là sao? Tôi không có hiểu. Tôi nhớ rõ ràng ông là zombie mà. Thật ra mọi chuyện cũng rất là đơn giản thôi. Cô chỉ cần hiểu như thế này này. Ở trong cái thế giới Minecraft này, thật ra không chỉ có một vũ trụ zombie này của mọi người đâu, mà có rất là nhiều những vũ trụ khác nữa. Và tôi là Phong Cận, đến từ vũ trụ của phù thủy. Ủa, vậy trên đời này là có tận hai Phong Cận luôn hả? Cũng có thể nói là như vậy, nhưng mà cũng có thể nói một cách khác là ở trên đời này có rất là nhiều Phong Cận khác nhau đến từ đa vũ trụ. À, tôi hiểu rồi. Có nghĩa là cậu là Phong Cận nhưng ở thế giới phù thủy đúng không? Đúng rồi đấy, chính xác là như vậy. Và mục đích của tôi đến đây ngày hôm nay đó chính là để giúp đỡ cho mọi người. Sẽ có lúc mọi người sẽ cần tôi đó. À, có nghĩa là ông là người hôm qua cứu tôi khỏi bọn zombie đúng không? À, đúng là như vậy. Hôm qua khi tôi thấy cậu bị bọn zombie tấn công thì tôi đã cứu cậu. Nhưng mà cậu yên tâm đi, bây giờ đã an toàn rồi, không sao nữa đâu. Tôi sẽ đưa cậu về nhà nhé. Cảm ơn cậu nha. Có gì phiền cậu đưa giúp tớ về nhà nha. Ai, trời đất ơi, lo quá đi mất. Từ hôm bữa Sammy đi đến giờ này là đã 1 tuần rồi mà vẫn chưa thấy về nhà nữa. Không biết giờ này Sammy đang ở đâu. Không nghe tung tích nào cả. Tôi đang lo quá, không biết có khi nào Sammy đã bị zombie tấn công và biến thành zombie luôn hay không đây. Không biết phải làm sao luôn á. Không biết Sam như thế nào nữa. Không biết Sam có bị bỏ đói không ta? Hay là Sam đã bị Thôi xem mà, bình tĩnh đi, không sao đâu. Tôi nghĩ rằng là Sammy đang ở đâu đó thôi. Trời đất ơi, tôi có bị gì đâu, ông lo dữ vậy? Không bị gì, bà đi mấy ngày rồi, cả tuần nay rồi mà bà kêu rằng là mọi người không lo cho bà hả? Trời ơi, mọi người lo cho quẻ Sam lắm luôn Thôi, ông quản công tôi check camera này. Thôi mà bà về sao bà không gọi mọi người? Trời ơi, chuyện dài lắm, thôi mọi người vô nhà đi, tí tôi kể cho. Mắc công đứng đây, zombie phát hiện, cắn tụi mình bây giờ vô nhà. Tôi có chuyện quan trọng cần bàn với mọi người. Cũng đúng, cũng đúng. Đi, ok, đi. đi thôi. Được rồi, bây giờ tất cả mọi người đã tập trung lại đây hết rồi nè. Sammy, bà hãy mau nói tôi biết, thời gian vừa qua bà đã đi đâu vậy hả? Bà có biết rằng là mọi người đã rất là lo lắng cho bà không? Rốt cuộc bà đã đi đâu? Thì tôi đi là đúng rồi, còn ai thương tôi ở đâu mà tôi phải ở đây? Hả? Còn ai thương tôi nữa đâu? Ủa là sao? Bà nói gì đó? Tất cả mọi người ở đây đều sống vì nhau, đều luôn gọi là chia sẻ tất cả những khó khăn cho nhau. Mà Sammy lại bảo là không còn ai thương Sam nữa. Như vậy là sao? Thì hôm bữa tôi lên thang máy á, tôi thấy Simi ôm Phong Cận kìa. Phải hai người thích nhau hả? Ê, trời trời trời, cái gì mà Simi ôm tôi? Hả? Gì mà nghe gì nghe ghê vậy? Ủa Sim, bộ bà có ôm tôi lúc nào hả? Ủa, làm gì có, ông tào lao quá à. Trời đất Ủa? ơi, trời. Hai người gì mà ôm nhau vậy? Không có nha, không có nha. Tính ra là tôi là gọi là đàn ông chân chính đúng không? Tôi không có vậy đâu nha. Rồi, nhiều khi là Simmy tự ôm tôi cũng muốn ôm Sim đâu, đúng không? Ủa, nhưng Mà mà khoan. tôi rõ ràng tôi lên cầu thang, tôi lên trên này, tôi thấy hai người ôm nhau bằng mắt thường tôi thấy luôn á. Tôi Ủa? có cận đâu. Làm gì có trời đâu, từ tôi nhớ coi. À, vậy là tôi nhớ rồi. Chuyện hôm đó là như thế này nè. Trời ơi. Để tôi tiếp tục xem thử coi cái lốc này là gì. Tôi đang rất là đau đầu về nó luôn á. Hả? Bà, khoan khoan Ủa? đã. Sao, sao 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 tự nhiên tôi lại bị choáng vậy ta? Hả? Nè, ông có sao không vậy? Nè, không có. Ây à, đau đầu quá. Chuyện gì xảy ra vậy ta? Không cần, ông có sao không vậy? Không 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 sao đâu.
Tôi cũng không biết dạo này cơ thể của tôi bị gì nữa. Tôi rất là hay thường xuyên bị đau đầu như thế á. Nhưng mà một tí là nó lại hết á. Cho nên chắc là không sao đâu. Thiệt tình không? Làm tôi lo quá à. Nè, chuyện gì xảy ra vậy ta? Chứ? Ông ơi, bên kia một... Hả? Simmy đang ôm Phong Cận sao? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ hai người họ... Ủa? Tiếng của ai vậy? Ủa Sim ơi, hình như hả? Sammy mới vừa lên đây đúng không? Tụi không biết nữa. Ủa, bà đi đâu vậy ta? Sao mà kêu bảo là đem bánh lên đây, xong rồi mới vừa nghe tiếng lại đi đâu mất tiêu rồi? Chắc là lát nữa mới đem á, chắc nãy tụi mình nghe nhầm á. Ok. Đó, chuyện là như vậy đó. Tính ra nè, ngày hôm đó tôi bị đau đầu, tôi bị ngã xuống cho nên là Sammy đỡ tôi thôi, chứ làm gì có chuyện ôm ấp ở đây. Nói gì kỳ quá. Ủa, hóa ra là vậy à? Ai biết được, tưởng. Ủa, mới là sao? Mà chỉ vì có mỗi cái lý do đó thôi mà bà bỏ đi vậy luôn á hả? Con nghe nè, bà Mui nè. Rõ ràng ở ngoài bà biển, bà nói bà ghét tôi. Trời, bà ghét ông Sam, ủa là sao? Trời, bà ghét tôi đúng không? Chưa bao giờ, tôi cũng không bao giờ bảo tôi ghét bà luôn á Sam. Kỳ, rõ ràng nha, ra ngoài bà biển tôi buồn, tôi ngồi tôi chiêu. Xong tự nhiên bà hét to lên, con Sam đáng ghét cút đi là sao hả, ngoài bà biển kìa. Ủa, có chuyện đó luôn hả ca Mui? Đâu có đâu, không phải, mọi người hiểu lầm rồi. Cái này á, chuyện là như vậy nè. Mui ơi Mui, con Sam xấu xí này biến đi chỗ khác coi, nhìn ngứa mắt chết đi được luôn á. Cái gì? Chẳng lẽ ca Mui cũng ghét mình hả? Tôi ghét mọi người. Nè, mấy con Sam mày nè, sáng giờ đã không câu được cá thì chớ, là còn cứ bô đầy đây hoài, mà tụi nó thì có ăn được cái gì đâu, là còn xấu nữa chứ, đi ra chỗ khác dùm đi coi. Trời ơi là trời, thì ra là như vậy. Hóa ra là ca Mui nhìn thấy mấy con Sam biển, thế là ca Mui đuổi mấy con Sam biển đi. Mà Sammy thì cũng tên là Sam, cho nên là tưởng rằng là ca Mui đuổi Sammy đi. Trời ơi, hèn gì Sam ơi là Sam. Bà có biết rằng là vì cái sự hiểu lầm của bà mà mọi người mấy ngày vừa qua không ăn không ngủ, phải đi kiếm bà có biết không ạ? Đúng rồi, đây là chúng ta, tôi yêu cầu phạt Sam nha. Dám bỏ đi mà không nói với mọi người một lời hả? Đúng rồi. Nói chung là xin lỗi mọi người nha. Nói chung là hiểu lầm thôi mà, hiểu lầm thôi. Cái gì trên không có xin lỗi gì hết. Phải. Bây giờ nha, mọi người gom hết quần áo của mọi người. Tôi sẽ phạt, Sammy sẽ phải gọi là giặt giũ quần áo cho mọi người một tuần. Cái gì đó, làm cho tôi là cô tẩm vậy, giặt rồi tí nào bắt tôi là gì, tắt hạt là hạt không vậy? Trời ơi, hay ghê, nhiều quá. Không nói nhiều nữa. Phải lau cả dọn nhà nha. Đúng rồi, không chỉ gọi là giặt quần áo đâu mà còn phải quét dọn nhà cửa nữa. Tôi phạt Sammy một tuần, đây là lời của đội trưởng, không được cãi lại. Yeah. Trời ơi mấy bạn ơi, cuối cùng thì chúng ta cũng đã tìm được Sammy rồi. Thề luôn á, là mấy ngày vừa qua mình rất là gọi là lo lắng luôn, bởi vì rằng mình sợ là Sammy sẽ bị zombie tấn công. Ôi may ghê á, xém nữa là có người bị biến thành zombie giống như mình rồi. Thôi được rồi, bây giờ á, để tôi xuống dưới kiếm cái gì đó để nấu ăn cho mọi người ăn. Chắc là Sammy mấy ngày vừa qua Ủa mà khoan, từ hồi nãy Sammy có bảo rằng là Sammy có một chuyện quan trọng muốn nói với mọi người á, chuyện đó là chuyện gì vậy? Tôi quên, trời ơi, chuyện này quan trọng lắm luôn á. Đây, cái chuyện mà tôi muốn nói á, đó chính là... Hả? Chuyện gì? Chuyện gì ta? Tôi định nói mà quên rồi ta. Ủa gì vậy? Trời ơi, đúng là Sammy não cá vàng mà, có xíu chuyện vậy thôi mà cũng không nhớ nữa, chuyện quan trọng nữa chứ. Thôi được rồi, cứ ngồi ở đây ta? Đi. Chắc là do Sammy gọi là khoảng thời gian vừa qua Sammy gọi là bỏ nhà đi á, cho nên là bị đói bụng. Bây giờ là không còn nhớ gì hết trơn á. Thôi đi, tôi kiếm cái gì đó cho Sam ăn đi, rồi Sam sẽ nhớ lại sau nha. Thôi được rồi, mọi người giúp cho Sam đi. Giờ tôi đi kiếm cái gì đó cho Sam ăn đã. Cảm ơn Phong nha. Ây, trời ơi mấy bạn ơi, mừng quá, cuối cùng thì Sammy cũng đã về rồi. Thôi đi kiếm gì đó cho Sam ăn mới được. Không biết ở trong cái khu phố này còn cái gì có thể dùng được không ta, để xem coi. Một chiếc xe. Ôi trời, may mắn quá. Một chiếc xe màu hồng. Trời ơi, đẹp quá à. Chiếc xe này mà sử dụng nó để đi kiếm đồ dùng thì quá là tốt luôn á. Đâu, để coi nó còn dùng được không ta. Ôi, hình như là không còn dùng được nữa rồi. Ây, tiếc quá nha. Chiếc xe này mà còn chạy được á thì có thể sử dụng nó để chạy đi kiếm đồ dùng, khỏi lo bị bọn zombie đuổi luôn á. Ây, nhưng mà không còn dùng được nữa rồi. Không biết bên trong này còn linh kiện không ta. Ui, còn rất là nhiều này.
có cá sắn nữa. Tốt quá rồi. Hay, tính ra nha là mình đang có ý định sẽ chế tạo một chiếc máy bay để có thể thoát khỏi cái thành phố này. Mà bây giờ kiếm được cái xe này rồi, chúng ta có thể sử dụng động cơ của chiếc xe này để chế tạo thành chiếc máy bay. Trời ơi, hay quá. Vậy là chúng ta có thể chế được máy bay rồi. Ok, lấy hết nè, mấy cái đồ nè. Ui, xăng nữa nè, may quá có xăng. Xăng là một thứ rất là hiếm trong cái thành phố này luôn á. Hey. Ủa mà khoan, có cái tiếng gì vậy ta? À, cậu là ai? Lại bắt được thêm một con zombie nữa rồi. Đau đầu quá. Ủa nơi này là chỗ nào vậy ta? Ủa, mà tại sao mình lại bị chói vậy? Cái gì? Cái bạn kia, bạn là ai? Tại sao bạn lại bắt tôi? Hả? Thả tôi ra! Ngươi không cần biết ta là ai hết trơn đó. Ủa, mà bây giờ ngươi bị bắt rồi mà ngươi còn hỏi tại sao ngươi ở đây hả? Ủa, nhưng mà tại sao cậu lại bắt tôi? Tôi đã làm gì sai? Tôi làm gì cậu? Mà chúng ta chưa từng gặp nhau. Tôi cũng không gây thù chuốc oán gì cho cậu. Tại sao cậu lại bắt tôi? Hả? Tại sao ta lại bắt ngươi sao? Tại vì ngươi là một con zombie. Tất nhiên là ta bắt ngươi tới đây là để tiêu diệt ngươi rồi. Ủa, zombie? Ừ thì đúng, tôi là zombie. Nhưng mà tôi là một con zombie có ý thức của một con người. Tôi không làm hại cậu đâu. Thả tôi ra nhanh lên, thả ra. Thả ngươi ra hả? Thế thì bây giờ ta thả ngươi ra thì ngươi sẽ còn làm biết bao nhiêu điều ác nữa hả? Ngươi có biết rằng là lũ zombie các ngươi đã tàn phá cái thành phố này. Các ngươi đã cướp đi gia đình của ta. Vậy thì bây giờ ngươi còn xin tha mạng sao? Này, tôi nói cho cậu biết nha. Tôi không biết rằng là zombie đã làm gì với gia đình của cậu. Nhưng mà tôi đã nói thật là tôi là một con zombie. Nhưng mà tôi có ý thức của một con người. Tôi không làm hại ai cả. Bây giờ cậu hãy mau thả tôi ra đi. Tôi đâu có làm gì cậu đâu. Thả tôi ra. Thôi, ngươi không cần phải nói nhiều nữa. Bây giờ á, hãy chuẩn bị tinh thần đi. Sao mà bà nói thật đi, có phải là bà thích Phong Cận đúng không? Đúng rồi, ai đó thích chơi 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 cơ. Làm gì có, nghĩ sao vậy? Ổng là zombie làm sao mà tôi thích được? Tào lao quá à. Trời ơi, gì có không thích mà thấy chị ta thấy Phong Cận ôm Simi cái là ai đó giận dỗi xong rồi bỏ đi ta. Không biết là ai á. Trời ơi, nếu mà hôm bữa mà Phong Cận ôm tôi thiệt á là chắc Sam giận tôi luôn á, đúng không? Ủa, nói gì vậy? Nghĩ sao vậy? Tôi không có nói gì trơn. Tôi không có thích Phong Cận nha, nói trước nha. Kỳ quá à. Trời ơi, ngại kìa. Trời ơi, mà không thích nữa, tôi đi đầu xuống đất cho bà coi. Ai biết được. Đau đầu quá. Có chuyện gì vậy? Ủa cái gì vậy? Ui, cái cậu kia. Cậu đang làm gì hả? Tại sao cậu lại đốt tôi? Thả tôi ra. Chỉ có cái cách này mới có thể tiêu diệt được lũ zombie các người thôi. Nè, tôi nói cho cậu biết nha. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Là tôi là zombie. Nhưng mà tôi có ý thức của một con người. Tôi sẽ không làm hại gì cậu đâu. Tôi không làm hại gia đình cậu. Thả tôi ra đi mà, bây giờ cậu có tiêu diệt tôi thì zombie vẫn còn ở ngoài kia. Cậu vẫn không thể nào tiêu diệt hết được bọn chúng đâu. Thả tôi ra đi. Ta rất căm ghét những lũ zombie các người. Nên là cho dù bây giờ ngươi có nói gì đi chăng nữa thì nó cũng vô ích thôi. Nên là bây giờ ngươi ở đây, hãy nhận cái kết của mình đi nha. Thả ra, thả tôi ra. Zombie, cậu nhìn đằng sau lưng kìa. Cậu hãy mau nhìn đằng sau lưng đi. Nhanh lên! Hả? Sau lưng có cái thứ gì? Nhanh lên! Zombie kìa! Zombie! Tại sao bọn chúng lại ở đây chứ? Không sống rồi! Chắc là do cậu đốt lửa to quá cho nên là bọn chúng đã thấy được khói và bọn chúng đã đánh hơi đi đến chỗ này đó. Không xong rồi! Bây giờ cậu... Bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ phải làm sao? Bình tĩnh! Bây giờ cậu phải bình tĩnh! Cậu phải nghe tôi! Cậu hãy mau thả tôi ra! Tôi sẽ giúp cậu chiến đấu với bọn zombie này! Chứ một mình cậu không thể nào chống lại bọn chúng đâu! Yên tâm đi! Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không làm hại cậu đâu mà. Thả tôi ra đi, nhanh lên. Thôi, cũng được. Tôi tin cậu lần này. Thả ra. Được rồi, cảm ơn cậu. Bây giờ
cậu có súng hay là vũ khí gì không hả? Bây giờ ta chỉ có một cái thứ vũ khí thôi, đó chính là cây kiếm này nè. Kiếm hả? Cũng được, bây giờ có vũ khí gì thì dùng vũ khí đó thôi, chứ không thể nào mà có thể đòi hỏi được rồi. Bây giờ hai đứa mình sẽ cùng xông lên để đánh nhau với bọn zombie này. Hãy nhớ là phải tìm mọi cách để có thể trốn thoát được, không nên gọi là tham chiến quá, hiểu không hả? Được. Được rồi, bây giờ thì tiến lên. Rồi. Tiêu diệt bọn chúng. Cậu hãy nhớ là phải tìm khoảng trống nào đó để có thể chạy thoát, không nên tham chiến đánh nhau bọn nó quá nhiều, hiểu không? Bọn chúng đông quá. Cẩn thận đó. Bọn chúng lại đông như thế này. Bọn chúng quá là đông, kiểu này là chúng ta khó có thể nào mà đánh nhau lại với bọn chúng rồi. Hãy nhớ là đừng để bị cắn đó. Được rồi, chạy đi. Chỗ này khá là an toàn rồi đó.